được thưởng thức những pha bóng rất đẹp mắt của cả hai đội. Đăng Khoa là lên rổ quá ngọt ngào, rất nhẹ nhàng. Trần Đức Khoa pha qua người rất đẹp của Trần Đức Khoa. 4-1, Team Well 2 điểm cho Team Well. Những pha phản công rất nhanh của Sài Gòn Heat. Và chúng ta thấy và đột phá của Dương Minh An lên rổ. Đã có một cú block rất mạnh mẽ của Wayne Martin. Saravadonis và Nguyễn Quỳnh Phú Quỳnh. Đó là một cú block thành công của Tâm Đình. Tâm Đình đã thực hiện pha cản phá thành công. Dương Minh An thực hiện pha đánh xà, bóng đá vào rổ để mang về 3 điểm cho Sài Gòn Heat. Bây giờ là cơ hội dành cho Cần Thơ Capris, nhưng Dương Minh An đã cắt được bóng. Và đột phá của Dương Minh An, bóng đá vào rổ thêm 2 điểm nữa cho Sài Gòn Heat. Vừa rồi là một tình huống thi đấu rất hay của Dương Minh An. Dương Minh An, Phú Quỳnh, Quỳnh bóng rất chính xác của Nguyễn Quỳnh, Phú Quỳnh đã rất... Đây là Dương Minh An, không thực hiện pha ném ba. Team Well không có tình huống end one ở trong. Và đột phá của Dương Minh An. Đó là một pha ném bóng bật bản thành công của Dương Minh An để mang về hai. Chúng ta thấy cầu thủ Thạch Lộc và hầu như không lao vào tranh bóng bật bản. Các cầu thủ Sài Gòn Heat đã cướp được bóng. Dương Minh An, Tinis lại là một cốt lộ rất đẹp mắt nữa của cầu thủ 33 mình phía đội chủ nhà. Lần thứ hai ném rổ, Dương Minh An đột phá. Cú ném bóng của Dương Minh An, bóng đã rơi vào trong rổ. Dương Minh An quyết định đột phá. Lại thêm một pha ghi 2 điểm nữa cho số 7 của Sài Gòn Heat. Tôi thấy các cầu thủ Thạch Lộc Warriors đang cố gắng để gây áp sát, áp lực gây áp lực rất mạnh mẽ lên các cầu thủ hàng ngoài của đội chủ nhà. Nhưng vừa rồi thì tình huống ghi 3 điểm của Dương Minh An vẫn được công nhận. Tốt trong trận đấu với Cần Thơ Catfish. Bị cắt bóng, Dương Minh An. Cả một khoảng bầu trời bao la, anh Rick Trang Nguyên muốn alley-oop. Dương Minh An thì lại muốn có điểm. Có hai tình huống điểm trợ. Dương Minh An lên rổ và đó là qua được sải tay dài của Mai Bell. Ném 3 điểm đến từ Dương Minh An, hơi vội rồi, nhưng bóng lại đi vào rổ, rất may mắn. Đã hay rồi còn may. Rick Trang Nguyên làm động tác giả đã qua được Lê Hữu Thành. 2 điểm cho Dương Minh An. Rick Trang Nguyên, Phú Vinh đường truyền chứ không phải là pha bắn rổ, và phối hợp rất đẹp hoàng. Vẫn là Rick Trang Nguyên, đường truyền của Rick Trang Nguyên mà Dương Minh An đang chơi rất hay. Truyền của Richard Nguyễn dành cho Dương Minh An và thêm 2 điểm nữa. Vẫn là các cầu thủ Sài Gòn Heat. Dương Minh An đã có 2 điểm dành cho Sài Gòn Heat. Dù sao thì mình chắc tung ra những cầu thủ có thể tỏa sáng đúng lúc. Và bây giờ là võ Dương Minh An và lần rổ thành công của Dương Minh An. Vẫn đang là các cầu thủ Sài Gòn Heat. Dương Minh An đánh xa và đã thành công. Thêm 3 điểm nữa cho Sài Gòn Heat. Huỳnh Vĩnh Quang bắn ba không vào tình huống airball, nhưng một lần nữa đã có Chim Quèo. Chim Quèo đã tranh bóng bật bản rất tốt. 2 điểm cho Dương Minh An. Đặc biệt vẫn ra là 10 điểm nghiêng về cho cầu thủ Memphis. Và steal thành công của Dương Minh An. 2 điểm cho Dương Minh An.